Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Thạch Thang, quận Hải Châu ra quân phá dỡ bức tường chia cắt giữa hai kiệt 211 và kiệt 225 nằm trên đường Đống Đa. Đây là bức tường đã chia cắt hai khu dân cư đã tồn tại gần 50 năm nay, gây nhiều bất tiện trong đời sống sinh hoạt của bà con trong khu vực. Chính vì vậy, người dân địa phương rất phấn khởi khi bức tường được dỡ bỏ. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Bức tường chia cắt kiệt 211 và kiệt 225 đường Đống Đa đã có từ trước năm 1975. Cả hai kiệt đều cùng thuộc tổ dân phố 27 của phường Thạch Thang. Từ nhiều năm nay, kiệt 211 là kiệt cục, lòng kiệt nhỏ, gây bất tiện trong sinh hoạt, nhất là công tác cứu nạn cứu hộ, nên người dân ở đây rất bất an. Trước tình hình đó, phường Thạch Thang cũng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến, thông kiệt 211 và kiệt 225 đường Đống Đa với sự tham gia của các hộ dân có liên quan. Qua công tác tuyên truyền vận động, người dân tại khu vực hai tuyến kiệt này đều đồng thuận với chủ trương phá dỡ bức tường ngăn cách. Vừa rồi là có 3 đợt tổ chức để họp và ý kiến, thì chúng tôi có được của phường triệu tập là 3 lần. Thì vừa rồi đợt gần nhất đây là được các ban phòng cháy chữa cháy, công an rồi địa chính đều có về. Thành ra là thấy là rất là phấn khởi, quan tâm và chiếu cố đến tổ của chúng tôi. Người dân chúng tôi rất là mừng, là vì dân thì đông, mà số mà xóm nghèo, ngõ cụt nữa, không có lối thoát, mà đi như vậy nó cũng bớt đi cái lối đi để nó đỡ được cho con em chúng ta. Tổ dân phố chúng tôi rất là vui mừng khi mà lãnh đạo trên quan tâm mở cái thông thương cái con đường này. Thứ nhất là nó thông thoáng cho người dân đi, và cái thứ hai rất là tiện lợi cho cái việc mà cứu nạn cứu hộ đó, phòng cháy chữa cháy rất là tiện lợi. Trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu đã phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân phường Thạch Thang tiến hành tháo dỡ bức tường chia cắt hai kiệt dưới sự chứng kiến của bà con nhân dân. Nhiều hộ dân sinh sống lâu năm tại khu vực này bày tỏ sự nhất trí cao khi hai tuyến kiệt được thông với nhau, tạo sự thuận lợi cho người dân trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Là bất an là đêm hôm là lỡ có, ví dụ là có ai bệnh ốm là không biết đường nào thoát, xe không được vào được. Cái này cái kiến như vậy là để được như vậy cho bà con, như vậy rất là mừng, cho rất cảm ơn là bên quận và thành phố đã cho chúng tôi được cái lối thoát. Ai cũng muốn trông mong là mở cái kiến này để thuận lợi đủ thứ. Sau này thì nói chung là người dân thì cũng sẽ tích cực tham gia về vấn đề vệ sinh và sự an toàn trong an ninh trật tự trong khu vực. Sau khi phá dỡ, khu vực kiệt 211 và kiệt 225 được trả lại nguyên trạng. Cốt nền đường của hai kiệt có sự chênh lệch cao thấp. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng của phường Thạch Thang cũng đã tiến hành sửa chữa để giúp người dân di chuyển một cách thuận tiện, đảm bảo lưu thông an toàn.